Wow, Ken ơi, con có gì trên tay ạ? À? Xem mít Queen hả? Wow. Con cá bự kìa. Con cá gì mà bự dữ hả? Đâu? Cá chết rồi hả? Đâu? Con cá màu hồng, cá gì vậy? Đây các bạn ơi, giờ bạn Ken cầm cái rổ đi quay đi kiếm dâu nha. Đợi con đi kiếm dâu đi mình đi. Dạ. Hai con vô hả? Hai con vô vỏ hả? Thôi, trái đó hư rồi con, trái đó hư rồi. Ở kiếm trái bự á. Ở bên kia cái bự kìa, đi qua kia đi. Nó kìa kìa trên đây có trái bự nè, lấy 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 lấy. Lấy lấy lấy. Nè nè nè, ngồi xuống đây nè. Ờ qua các bạn ơi, một trái dâu nó chưa con. Trời đâu cho các bạn xem với. À, rồi đi 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 đi. Rồi đi thẳng qua kia con, đi thẳng qua kia. Rồi con kiếm trái đỏ nghe, con chỉ ba nghe. Kìa, kìa có trái đỏ kìa con, đó kìa 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 kìa. Ừ, trái đỏ đó. Nè nè nè. Ở trái này hư rồi. Đâu 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 đâu. Đâu đâu. Qua wow, rồi, hái đi. Rồi bỏ vô vỏ chưa qua kia con. Hái đi một trái nữa nè, đem trái nữa nè. Hư rồi. Hư rồi. Hái luôn, hái luôn. Chín rồi á. À, bên đây nè, chú hái bên đó rồi. Đây đây nè nè nè. Ở cái bự hả? Đủ cái bự quá kìa. Đấy. Yeah. Ông hái cho con đó. Đây. Cô lại. À, ở bên kia con đỏ nữa cả. Đợi quanh qua quanh qua, quanh vòng qua kia. Đây một trái nè, đây một trái bự nè Ken ơi. Ở đằng kia con đỏ nữa kìa. Ở đằng kia đỏ quá trời luôn nè. Đây 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 một trái đỏ. Rồi bên đây nữa nè, bên đây nữa con. Nè 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 nè. Ôi hai trái đỏ đẹp mà. Nè nè Ken, Ken, Ken. Đây nè, đây nè. Nè một trái đỏ này Ken ơi. Wow, chị Châu hái cũng nhiều nè, đây kìa Ken, đây nè nè. Hư rồi. Hư chưa? Chưa hư mà. Cái này cũng hư. Rồi bỏ vô rổ đi. Bà bỏ vô rổ con, có mấy cái con bự nữa để ăn rớt rồi kìa. Có bị rớt rồi hả? Dai rồi. Rồi, rồi. Đâu dâu rớt đâu? Hả? Quá kẹt Ken, đi ra vào đây, trái bự nè, đi qua đây. Đây đây Ken ơi. Nè 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 nè. Hai trái đây nè. Ôi quá trời luôn, trong đó nữa, trong đây nữa nè. Trái nhỏ này con. Ừ ừ đó. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Rồi mình ra ngoài kìa, mình ra ngoài đây mình hái nè. Quá trời bao quậy luôn nè. Ở đây đây trái quá trời luôn, trái bự nè, nè nè, trái bự nè. Rồi một trái đây nữa nè. Nè đây một trái nữa nè. Hư rồi. Hư rồi hả? Hư rồi dục ra đi. Xìu rồi hả? À, chỗ đó nữa hả? Rồi, hái đi. Thấy cô còn trái nào nữa không? À, đó nữa hả? Còn nữa không? Đây, 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 đây. Cái này có hư không ta? Lại coi thử có hư không? Ờ không có hư vậy hái đi. Ừ. Con đi hết đường này sao mình qua bên kia 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 đây đây trái bự quá. Quá. Wow. Ờ trái nhỏ hả? Nè trái bự ở đây nè. Ừ. Đó. Ôi lẹ lên mưa. Ôi một trái này bự khổng lồ luôn Ken ơi.
con trái bự khổng lồ luôn. Quá trời ơi, trái bự dữ rồi hả? Còn đó nữa hả? Bự lắm hả? Rồi đi vòng qua đây, vòng qua đây, vòng qua đây. Má, cái gì vừa tỏ vậy? Đâu đâu mà trái đó nhỏ xíu à, hư rồi. Đâu đâu có hư không? Ờ hái luôn đi, trái đó được đó. Ờ, để cho cháu hái đi. Cháu hái đi. Ừ, mình hái bên đây đi. Nè 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 đây, đây quả trái này đẹp quá. Cái bự này, cái bự này. Nè nè. Cái bự, cái bự. Rồi đổ qua đi, đổ đổ qua. Rồi đưa cho Ken đi. Wow, ôi Ken có nguyên vỏ luôn, đưa các bạn xem chứ. Đâu đâu nguyên vỏ luôn, nặng quá trời luôn. Kìa bỏ, kìa kìa chú cho con kìa. Rồi bỏ vô, đưa cái rổ thôi. Rồi hư rồi, cho nó hư rồi. Rồi đây nè Ken ơi, Ken. Rồi hết, hết trái chín rồi. Nè nè. Rồi 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 rồi. Rồi cho nó hư rồi. Đâu đâu đưa cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, bạn Ken nguyên vỏ dâu rồi nghe. Wow, hay quá. Các bạn ơi, bây giờ bạn Ken đi lên đồi hái dâu tiếp nghe. Đây là đường lên đồi nè. Cao dữ rồi ta. Nè nè nè, ba cầm vỏ nè. Đi vô Ken, đi vô đi. Đi vô Ken, lên lên. Wow, các bạn ơi, trên đây hả, dâu nó quá trời luôn, nó từ chùm luôn nè. Quá trời luôn. Trời ơi, dâu gì nhiều, quá trời người hái luôn nè. Quá đây trời, quý một chùm luôn. Ken ơi, qua đây một chùm luôn rồi Ken ơi. Nè, nè. Ừ, chùm luôn này, ghê không? Ủa, bỏ vô vỏ này. Quá bên đây nữa nè. Trời ơi, dâu quá trời luôn nè. Màu đỏ này hả? Cái này chưa chín. Ui, từ chùm không. Đã ghê chưa? Nè, một chùm đỏ luôn nè. Rồi hết, hết trái chín rồi. Nè nè. Rồi, 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 rồi. Đâu, cho nó hư rồi. Đâu đâu đưa cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, bạn Ken nguyên vỏ dâu rồi nghe. Wow, hay quá. Rồi điện thoại hết pin rồi con. Rồi hai trái nữa thôi nha. Rồi máy bay các bạn đi Ken. Máy bay các bạn, hẹn các bạn video lần sau nha. Thank you.
Thank you.